và kính thưa quý vị sau đây là phần tin hoa kỳ ông trump lần đầu phát biểu sau vụ ám sát nêu rõ chính sách tranh cử trong đêm bế mạc đại hội toàn quốc đảng cộng hòa diễn ra tại thành phố milwaukee wisconsin cựu tổng thống trump đã có bài phát biểu quan trọng đây là bài phát biểu trước công chúng đầu tiên kể từ sau vụ ông bị ám sát bất thành tại tiểu bang pennsylvania ông cũng đã ký văn bản chấp nhận đề cử làm ứng cử viên tổng thống của đảng cộng hòa Ông Trump kể lại chi tiết chuyện gì đã xảy ra vào ngày ông bị ám sát hụt và cho biết sẽ không nhắc lại lần thứ hai vì quá đau đớn để nhắc đến. Ông Trump cũng gửi thông điệp đến người dân tiểu bang Wisconsin, một tiểu bang chiến địa, rằng đảng Cộng hòa đã chi hơn 250 triệu Mỹ Kim tạo việc làm và phát triển kinh tế ở đây. Vì vậy, ông Trump hy vọng người dân Wisconsin nhớ điều này vào tháng 11 và bầu cho ông. Về vấn đề nhập cư, ông Trump cam kết sẽ thực hiện kế hoạch trục xuất lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Nhiều màn hình tại sân khấu cũng trình chiếu bản thống kê về tình trạng nhập cư trái phép. Cựu tổng thống nhiều lần nhấn mạnh chỉ đón chào những người nhập cư vào Mỹ hợp pháp. Ông nói rằng kế hoạch trục xuất của mình sẽ lớn hơn thời của cố tổng thống Dwight Eisenhower, người giữ nhiệm kỳ vào những năm 1953 đến năm 1961. Trước bài phát biểu, tờ The New York Times đưa tin ông Trump sẽ không trực tiếp nhắc đến tên Tổng thống Joe Biden hay Phó Tổng thống Kamala Harris, mà sẽ tập trung kêu gọi quốc gia đoàn kết. Tòa phúc thẩm chặn kế hoạch của Tổng thống Biden về giảm nợ sinh viên Hôm nay, tòa phúc thẩm khu vực số 8 đã ra phán quyết chặn chính quyền của Tổng thống Biden tiếp tục thực hiện một kế hoạch mới về giảm nợ sinh viên. Tòa án có trụ sở tại thành phố St. Louis chấp thuận đề nghị của một số tiểu bang do Đảng Cộng hòa lãnh đạo ngừng hoàn toàn kế hoạch của Bộ Giáo dục Mỹ để đang giảm nợ cho các sinh viên. Những người đứng đầu cơ quan tư pháp của một số tiểu bang do ông Andrew Bailey thuộc về tiểu bang Missouri dẫn đầu, đề nghị tòa phúc thẩm khu vực 8 tiếp tục chặn các phần còn lại của kế hoạch giảm nợ cho sinh viên. Tòa đã ra phán quyết chấp nhận đề nghị này. Kế hoạch trên có những điều khoản hào phóng hơn các kế hoạch trả nợ dựa vào thu nhập đã được đưa ra trước đây. Theo đó, giảm mức trả nợ hàng tháng đối với những người vay có đủ điều kiện và cho phép những người vay từ 12.000 mỹ kim trở xuống được xóa nợ sau 10 năm. Trên mạng xã hội, ông Bailey bày tỏ hoan nghênh phán quyết của tòa phúc thẩm. Trong khi đó, Bộ Giáo dục thì chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này. Kế hoạch xóa nợ sinh viên được tổng thống Biden đưa ra vào năm 2022 với chi phí ước tính là khoảng chừng 430 tỷ mỹ kim. Theo kế hoạch này, chính phủ sẽ xóa nợ lên đến 20.000 mỹ kim cho 43 triệu người. Tuy nhiên, tòa án tối cao hồi tháng 6 năm ngoái đã ra phán quyết ngăn chặn việc thực hiện kế hoạch này. Sau đó, tổng thống Biden cam kết tìm biện pháp khác để giải quyết vấn đề nợ sinh viên. Ông Trump chuẩn bị điện đàm với tổng thống Ukraine. CNN dẫn hai nguồn tin tiết lộ cựu tổng thống Trump và tổng thống Ukraine Zelensky đã lên lịch cho một cuộc điện đàm giữa hai người vào ngày 19 tháng 7 nhưng không nói rõ thời gian cụ thể. Nếu cuộc điện đàm diễn ra, đây sẽ là cuộc trò chuyện đầu tiên giữa cựu tổng thống Trump và tổng thống Zelensky kể từ khi ông Trump rời khỏi tòa Bạch ốc vào tháng 1 năm 2021. Thông tin về lịch điện đàm được đưa ra trong bối cảnh châu Âu lo ngại về chính sách của ông Trump đối với xung đột Nga và Ukraine sẽ như thế nào nếu Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Ông Trump đã nhiều lần nói rằng ông có thể giải quyết cuộc xung đột Nga và Ukraine trong một ngày nhưng vẫn chưa nói rõ ông sẽ theo đuổi hòa bình bằng cách nào. Trong cuộc tranh luận với tổng thống Joe Biden vào tối 27 tháng 6, ông Trump nói rằng các điều khoản của tổng thống Nga Putin cho một thỏa thuận, trong đó bao gồm việc Ukraine nhận lại bốn vùng lãnh thổ hiện do nga kiểm soát là không thể chấp nhận được. Nhưng cựu Tổng thống Trump và các đồng minh của ông cũng chỉ trích viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Ukraine. Khi ở Mỹ hồi tuần trước, ông Zelensky nói rằng mọi người đang chờ đợi tháng 11 kể cả ông Putin. Ông Zelensky còn nói với hai ông Biden và Trump rất khác nhau, nhưng cả hai đều ủng hộ nền dân chủ và chống lại ông Putin độc tài sở mật vụ đang phải đối mặt với khủng hoảng sau vụ ám sát hột donald trump giám đốc của sở mật vụ hoa kỳ kimberly chatter trong cuộc phỏng vấn với đài abc mới đây thừa nhận công tác bảo vệ ông trump trong vụ ám sát hột ở pennsylvania là không thể chấp nhận được bà cho biết là cơ quan này từ đầu không có phương án để sắp xếp người gác trên mái nhà của nhà máy ark international là địa điểm mà nghi phạm thomas matthew crooks đã sử dụng để làm nơi nã đạn về phía ông trump vào cuối tuần trước Ngày càng có nhiều dân biểu cùng với các giới chức yêu cầu sở mật vụ phải đưa ra lời giải thích rõ ràng về thất bại an ninh của họ trong vụ việc. Vụ ám sát hụt ông Trump đã làm một người tham dự sự kiện thiệt mạng và hai người bị thương nặng. Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer, thành viên của Cộng hòa, đã yêu cầu bà Cheater điều trần trước Quốc hội vào ngày 22 tháng 7. Chủ tịch Ủy ban Nội địa Hạ viện Mark Green, thành viên Cộng hòa cho biết ông sẽ khởi động một cuộc điều tra về cách thức mà Sở Mật vụ và Bộ An ninh Nội địa phối hợp ở trong các hoạt động bảo vệ an ninh. Từ góc độ chuyên môn của Sở Mật vụ, bà Kimberly Chiro cho biết phản ứng của đội bảo vệ ông Trump ở tại sự kiện tranh cử đã đúng như những gì mà họ được huấn luyện. Tuy nhiên, làm thế nào và tại sao mà nghi phạm lại có thể nổ súng từ nóc nhà gần đó và làm thế nào để nước Mỹ có thể cảm thấy an toàn trong phần còn lại của chiến dịch bầu cử năm nay sẽ là những câu hỏi mà Sơ Mật Vụ phải trả lời. Hơn 300 người nghi tử vong do nắng nóng ở khu vực Phoenix. Hơn 300 trường hợp tử vong được cho là có liên quan đến đợt nắng nóng kỷ lục trong mùa hè này đang được điều tra tại một quận hạt ở Arizona. Gần 100 trường hợp tử vong do nắng nóng được cho là do chỉ trong tuần lễ từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 7, khi nhiệt độ lên tới 118 độ F. Một bản báo cáo về nhiệt độ do quận hạt Maricopa cung cấp cho thấy số lượng người tử vong do nắng nóng tăng cao hơn so với năm ngoái, khi nhiều vùng ở Arizona, Nevada và Texas trải qua tháng 6 nóng kỷ lục. Tiến sĩ Nick Staub, trợ lý giám đốc y tế của Cơ quan Y tế Công cộng quận hạt Maricopa, nói với chi nhánh NBC News tại Phoenix rằng, Tất cả mọi người đều cảm nhận được tháng 6 năm nay nóng hơn rất nhiều so với các năm trước, và rằng nguy cơ tử vong liên quan đến nhiệt độ cao sẽ còn tăng lên khi nhiệt độ tăng cao hơn. Dữ liệu của quận hạt cho thấy 70% số người chết là nam giới, trong khi một nửa trong tổng số ca tử vong là các nạn nhân không có nhà ở. Vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt tình trạng nắng nóng cực độ ở Tây Nam Hoa Kỳ, với nhiệt độ dự kiến sẽ lên tới 116 độ F ở Phoenix vào cuối tuần này và kéo dài đến cuối tuần sau. Cơ quan Thời tiết Quốc gia cho biết, cư dân quận hạt Maricopa có thể gọi 211 để tìm trung tâm làm mát gần nhất và yêu cầu hỗ trợ vận chuyển miễn phí. Lính cứu hỏa ở Phoenix năm nay đã đi tiên phong trong việc sử dụng túi ngâm nước đá để giải quyết tình trạng say nắng và hạ nhiệt độ cơ thể của bệnh nhân. Tòa án ở quận hạt Jackson ở tiểu bang Mississippi vừa tuyên án 25 năm tù cho một nghi can phạm tội tấn công và ăn trộm. Đây là mức hình phạt tối đa cho tội danh này. Người đàn ông này gốc Việt tên là Tommy Tiến Vũ, 35 tuổi, đã bị bồi thẩm đoàn phán quyết là có tội sau khoảng nửa giờ đồng hồ thảo luận về vụ tấn công xảy ra vào ngày 10 tháng 7 năm 2022. Cảnh sát của Jackson đã đến một căn chung cư ở trên đường Cimarron Avenue ở Biloxi sau khi một đứa trẻ trong nhà gọi số 911. Khi tới nơi, cảnh sát thấy cửa trước đang mở. Người đàn ông Việt Nam Tommy đang ở bên trong cùng với bạn gái cũ, Cảnh sát tố cáo Tommy đã tự ý xông vào nhà và có ý định tấn công người phụ nữ và người đàn ông bạn trai của bà. Tommy cũng giật chiếc điện thoại cầm tay của người phụ nữ, nhưng một trong hai đứa trẻ trong nhà đã nhanh trí dùng một cái điện thoại khác gọi điện thoại cầu cứu. Cảnh sát cho hay Tommy ban đầu chống cự nhưng rồi cũng bị còng tay dài đi. Công tố viên Andrew Myers Mark Irath, nói rằng đây là một hoàn cảnh khủng khiếp và có thể hậu quả còn tồi tệ hơn thế nếu như đứa trẻ không lanh trí kêu gọi sự hỗ trợ của cảnh sát quận hạt Jackson. COVID-19 lây lan mạnh khắp nước Mỹ, nhất là vùng Tây Nam bao gồm California. Giữa lúc ngày càng có thêm nhiều người mắc COVID, giới chức y tế đang khuyến cáo tất cả người Mỹ chích ngừa vào mùa thu năm nay. Kết quả theo dõi nước thải của Trung tâm Phòng ngừa dịch bệnh CDC cho thấy tỷ lệ lây lan COVID là rất cao ở 7 tiểu bang, gồm California. Trong hai tuần qua, tỷ lệ thử COVID dương tính ở vùng Tây Nam cũng có Nevada và Arizona gần 16%, theo dữ liệu của Trung tâm Phòng ngừa dịch bệnh CDC. Trên cả nước, số ca cấp cứu liên quan tới COVID trong tuần lễ kết thúc vào ngày 6 tháng 7, tăng 23,5% so với tuần trước đó. Tỷ lệ dương tính trong tuần lễ kết thúc vào ngày 6 tháng 7 là 11%. Tòa Bạch Ốc không nói rõ ông Biden nhiễm chủng Covid nào, nhưng hầu hết những ca khắp nước Mỹ hiện nay do biến thể Flirt gây ra ông andy pecos giáo sư vi trùng học và miễn dịch của đại học john hopkins cho hay sau nhiều năm được chích ngừa và nhiễm bệnh hầu hết người mỹ hiện nay có thể hồi phục tốt hơn khi bị nhiễm covid và không lo bệnh trở nặng nhiều như lúc trước tuy nhiên để ngừa mắc covid giới chức y tế vẫn khuyến cáo tránh nơi đông đúc bên trong nhà đeo khẩu trang và tránh tiếp xúc với người nhiễm bệnh